Giới thiệu với các bạn là chọn bộ phụ tùng động cơ 24V 650W. Động cơ có giảm tốc các bạn nhé. Đôi qua một chút về cái thông số của động cơ này. Tốc độ động cơ là 530 vòng trên phút. Điện áp là 24V. Công suất là 650W. Động cơ thương hiệu của hãng Uli Motor. Hàng chuẩn các bạn nhé. Loại này có quạt tản nhiệt này. Đấy. Có quạt tản nhiệt các bạn nhé. Con này là công suất thực chứ không bị ảo công suất đâu các bạn ạ. Tí nữa em sẽ mang cái cân này đây em cân cho các bạn coi. Đây là hàng của Uli Motor nhé. Đấy. Đây trên vỏ động cơ bao giờ cũng có mã số này. Đấy, những cái hàng chất lượng loại 2 nó sẽ ít khi có những cái mã chỉ số như này. Và đặc thù của cái hãng này là lúc nào nó có cái tem hình tam giác này. Đây. Đấy. Đây là model của nó MI1122ZXF. Và đây là cái bộ hộp số hành tinh của nó này. Để chọn bộ thì em bán là động cơ này, nhông xích này, đồng hồ báo điện này, tay đạp chiều này, điều khiển 24V 800W này. Đấy. Ổ khóa này, chân ga này, các bạn làm xe hai bánh ba bánh thì có thể sử dụng tay ga công tắc đảo chiều. Đây là tay đảo chiều này, đều đấu sẵn cho các bạn hết nhé. Đây là công tắc thừa này, công tắc này có thể dùng để làm công tắc báo điện lùi chẳng hạn. Đấy, nó có công tắc nhé, tay đảo chiều xịn thì nó bao giờ cũng đi kèm với công tắc như vậy. Còn những cái hàng thường nó sẽ không có. Dây thì em sẽ đấu theo mô hình thôi, bởi vì cái này các bạn về nhà theo xe đấu dài thêm ra. Vì vậy là cái dây này em cũng đấu dây nhỏ thôi, chủ yếu đấu mô hình để cho các bạn biết cách đấu. Đấy, ổ khóa này. Đấy, thì một con motor 650W công suất thực ấy, thì cân nặng của nó các bạn xem trên cân đây nhé. Cân là mình đang để chỉ số chuẩn này. Đấy. Đây. Một cái động cơ của nó là 7 cân 8 các bạn nhé, 7,8 kg này. Đấy là hàng chuẩn 650W nhé. Là nó lặng, có thể sai số một chút thôi, nhưng của nó là 7,8 kg nhé các bạn nhé. Đấy, đấy là hàng chuẩn. Còn ngoài thị trường có thể người ta sẽ bị đánh lại tem nhãn, thì công suất nó có thể tăng lên đến 800 hay là bao nhiêu, đấy là do tem nhãn thôi. Thì mình bán hàng thì không bao giờ có đánh lại tem nhãn gì cả. Đúng công suất luôn. Các bạn cứ theo kg các bạn sẽ tính toán ra được con động cơ của mình để so sánh hàng chuẩn hay là hàng không đúng công suất. Đấy, đồng hồ báo điện này. Tất cả đấu sẵn như này nhé. Có loại 24V 450 và 24650. Con này thì các bạn làm tốc độ chậm, xe chậm thì rất là khỏe, có thể chở hàng được. Đấy. Bộ như thế này. Mọi chi tiết liên hệ 0983818955 hoặc là các cái số Viber, Zalo em đều dùng. Cảm ơn các bạn đã xem video của anh em thử cho anh rồi đấy nhé. Động cơ này, điều khiển tay ga này, chân ga này, ổ khóa này, đồng hồ này, sạc này.